thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là về những nội dung chính yếu sau đây. Mời quý vị cùng đón xem. Cựu cố vấn CIA cảnh báo kế hoạch xảo quyệt của Kiev. Phương Tây tuyên bố không đưa quân vào Ukraine. Yếu chết người khiến tổ hợp Patriot trở thành mục tiêu của tên lửa Nga. Cuộc nổi loạn bất thành ở Nga đã phá hủy 3% giá trị của đồng rút. Ukraine nêu lý do không tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống. Tương lai Wagner tại châu Phi Ukraine có thể cho nổ nhà máy điện hạt nhân Japorohi, theo cựu cố vấn CIA James Ricard. Ông nhận xét, có khả năng Ukraine ngày càng tuyệt vọng có thể âm mưu dàn dựng một vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Japorohi dưới chiêu bài người khác. Theo Ricard, mọi câu hỏi về việc liệu Ukraine có khả năng thực hiện bước đi như vậy hay không đều có thể giải thích được nếu xét đến những hành động trước đây của chế độ ép. Tôi đơn giản chỉ nhắc nhở các bạn rằng có bằng chứng đáng tin cậy theo tình báo Đức, chỉ ra rằng các cơ quan tình báo Ukraine chịu trách nhiệm về việc phá hủy đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc Hay. Đây là hành động khủng bố môi trường lớn nhất từng xảy ra từ trước đến nay. Cựu cố vấn CIA nhấn mạnh, Ricard lưu ý rằng Kiev muốn để Nga bị buộc tội phát tán dòng phóng xạ sang lãnh thổ các nước thành viên NATO. Việc làm nhiễm xạ lãnh thổ của Romania, Ba Lan và Slovakia sẽ bị coi là hành động tấn công liên minh từ đó dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Trong một lập luận khác, Rikas chỉ ra khả năng Kiev can dự vào việc phá hủy nhà máy thủy điện Nova Karkoka, nhằm mục đích làm suy yếu vị thế của Nga trong khu vực, cũng đồng thời dẫn đến thảm họa môi trường. Ukraine đang lâm vào thế tuyệt vọng, mà thời điểm tuyệt vọng đòi hỏi có những biện pháp tuyệt vọng. Vì vậy, nếu có vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Japorohi xảy ra trong những ngày tới, thì các bạn hẳn sẽ biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó vị chuyên gia kết luận. Cuộc nổi loạn bất thành ở Nga đã phá hủy 3% giá trị của đồng rút. Đồng rút của Nga vẫn giảm giá trị 3% xuống mức thấp nhất trong 15 tháng vào thứ Hai, giao dịch ở mức gần 87 rút Nga trên 1 USD. Trước đó, Jagani Prigozhin, ông trùm của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, đã ra lệnh cho đội lính bán quân sự của mình hành quân đến Moscow vào thứ Bảy, sau khi tuyên bố rằng quân đội Nga đã ném bom trúng người của ông ta ở Ukraine sau khi quân đội của prigozhin chỉ còn cách thủ đô moscow vài giờ ông trùm và quân đội của ông đã quay xe trong một nỗ lực nhằm tránh leo thang xung đột quyết định quay lại của chúng tôi xuất phát từ hai yếu tố quan trọng đầu tiên chúng tôi không muốn làm đổ máu người nga thứ hai chúng tôi tuần hành để biểu tình phản đối chứ không phải lật đổ chính phủ ông prigozhin nói trong một bản ghi âm tuy nhiên hành động của prigozhin và đội quân của ông đã không hoàn toàn ngăn chặn khủng hoảng đối với thị trường Điện Kremlin cho biết có sự gia tăng lớn về nhu cầu ngoại tệ trên 15 khu vực ở Nga, theo Reuters. Andrei Belosov, phó thủ tướng thứ nhất của Nga cho biết, trung bình tỷ lệ này là khoảng 30%, nhưng nhu cầu tiền mặt tăng mạnh nhất được ghi nhận ở các khu vực phía Nam, ở các khu vực như Voronezh, Rostov và Lipetsk, cũng như ở các khu phố lớn. Nhu cầu ngoại tệ ở đó tăng khoảng 70-80%. Trong thời gian ít ỏi của cuộc nổi loạn, các ngân hàng Nga đã cắt giảm tỷ giá hối đoái của đồng rúp xuống dưới 100 rúp trên 1 USD, mặc dù sau đó họ đã nâng giá trị của đồng rúp lên. Quân Trejone cho biết đã có những trường hợp đồng rúp được đổi lấy đồng tiền điện tử Staplecoin. Ông Putin vẫn chưa bình luận công khai về vấn đề này, nhưng có thể làm điều đó khi cần thiết để có các tác động đến thị trường. Theo bình luận của Business Insider, các nhà đầu tư dường như đã bỏ qua một ngày cuối tuần quan trọng khi tin tức của cuộc binh biến lan rộng trên toàn cầu. Tuy nhiên, trước giờ mở cửa thị trường vào ngày thứ Hai, hành động quay xe của Prigozhin có khả năng đã ngăn chặn sự hỗn loạn lan rộng của thị trường. Hợp đồng tương lai của S&P 500 và Nadas Composite chỉ giảm 0,1% trong giao dịch trước đó, trong khi chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đang trên đà giao dịch gần như không thay đổi ở lần kiểm tra cuối cùng. Trong khi đó, chỉ số của đồng USD theo dõi sự biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ khác giảm khoảng 0,2%, trong khi giá tài sản trú ẩn an toàn là vàng tăng 0,6%. Giá tiêu chuẩn dầu mỏ vốn tỏ ra đặc biệt nhạy cảm với những tin tức từ Nga trong quá khứ do quốc gia này là nhà xuất khẩu lớn thứ hai thế giới, cũng tương đối không thay đổi. Với dầu thô Brent và dầu thô trung cấp, West Texas kỳ hạn đều tăng khoảng 0,5% người phát ngôn Điện Kremlin cho biết ông chủ của Wagner sẽ bị đuổi sang Belarus nhưng sẽ không bị truy tố. Theo các chiến lược gia, thỏa thuận ngừng bắn bất ngờ của Prigozhin với Putin có thể làm dịu tâm lý của các nhà đầu tư. Ukraine nêu lý do không tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống Tổng thống Zelensky tuyên bố không tổ chức bầu cử ở Ukraine cho đến khi cuộc xung đột kết thúc. Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây thông báo rằng sẽ không có cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này vào năm 2024 nếu tình trạng thiết quân luật vẫn có hiệu lực. Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky sẽ kết thúc vào năm 2024, nhưng những bình luận của ông cho thấy rằng điều đó sẽ được kéo dài vô thời hạn nếu đến lúc đó xung đột vẫn chưa kết thúc. Ông Zelensky cũng đưa ra những bình luận tương tự về cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine dự kiến được tổ chức vào tháng 10 năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post vào tháng trước, khi được hỏi liệu cuộc bầu cử quốc hội có được tổ chức vào mùa thu này hay không, ông Zelensky nói, nếu chúng tôi có thiết quân luật, chúng tôi không thể có bầu cử. Hiến pháp cấm bất kỳ cuộc bầu cử nào trong thời gian thiết quân luật. Nếu không có thiết quân luật, thì sẽ có bầu cử. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng sẽ có hòa bình ở Ukraine vào năm tới và cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cũng cho biết trong tháng này rằng các cuộc bầu cử không thể diễn ra ở ukraine dưới tình trạng thiết quân luật điều mà ông zelensky đã tuyên bố khi xung đột nổ ra vào năm ngoái luật pháp ukraine quy định không thể tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào trong thời gian thiết quân luật và điều này có lý ông stefan chuk nói ông stefan chuk nói thêm rằng nếu các cuộc bầu cử diễn ra nó có thể dẫn đến sự tan vỡ của nhà nước điều mà đối thủ của chúng tôi đang mong muốn đó là lý do tại sao tôi nghĩ quyết định đúng đắn và khôn ngoan nhất là tổ chức bầu cử ngay sau khi kết thúc thiết quân luật. Sau khi tuyên bố thiết quân luật, Tổng thống Zelensky đã thực hiện các bước để củng cố quyền lực của mình, bao gồm cả việc cấm đảng đối lập chính trong Quốc hội Ukraine. Opposition Platform for Life, đảng nằm giữ 44 ghế vào thời điểm đó. Ông cũng cấm 10 đảng đối lập khác và quốc hữu hóa các phương tiện truyền thông. Tương lai Wagner tại châu Phi Trang The Financial Times cho biết nhiều năm qua, lực lượng quân sự tư nhân Wagner đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai sức mạnh của Nga tại châu Phi. Họ tham gia vào hoạt động quân sự, khai thác khoáng sản, lẫn tuyên truyền trên khắp lục địa đen. Nếu Nga giải tán Wagner sau cuộc nổi loạn vào cuối tuần qua, hoạt động do lực lượng này đảm trách tại châu Phi sẽ đi về đâu? Với Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Akshen Toedera, người sống sót nhiều Wagner, hỗ trợ dập tắt một cuộc nổi loạn năm 2020. Nga có trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng. Theo cố vấn của Tổng thống Tawadera, nếu Nga quyết định rút Wagner về và gửi lực lượng khác đến, chúng tôi sẽ chấp nhận. Wagner góp mặt trong nhiều cuộc xung đột gần đây trong khu vực và tự kiếm được tiền duy trì hoạt động qua nhiều nguồn khác nhau. Nhưng họ vẫn phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ từ Nga, đặc biệt là hỗ trợ hậu cần. Thành viên nhóm Senchi, chuyên điều tra hoạt động của Wagner tại Cộng hòa Trung Phi, Natalia Dukhan nhận định rằng Wagner không chết đi, mà sẽ tiến hóa. Trong ít nhất 5 năm ở châu Phi, Wagner giúp Nga thiết lập ảnh hưởng nhanh chóng với chi phí thấp. Dù Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố lực lượng này được Nga tài trợ hoàn toàn, nhưng trên thực tế, họ có được vài nguồn tài chính ngoài Moscow. Bà Dukhan cho biết Wagner đã thiết lập mô hình kinh doanh tự chủ tài chính bằng cách tham gia hoạt động quân sự, kiểm soát mỏ vàng và kim cương tại không ít quốc gia trên khắp lục địa đen. Lầu Năm Góc xác định Tại Libya, việc triển khai quân nơ trước đây được tài trợ bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, cùng tướng về hưu Khalifa Haftar. Phương Tây xác định tài trợ từ UAE không còn từ năm 2021. Một quan chức phương Tây nhận định quân nơ vẫn có thể tiếp tục hoạt động tại châu Phi, tự tìm kiếm con đường khác để tự trang bị vũ khí. Tuy nhiên, hỗ trợ hậu cần từ Nga rất khó thay thế. Lực lượng vận chuyển lính lẫn vũ khí bằng máy bay và căn cứ quân sự của Nga. Theo cố vấn tổ chức phi chính phủ Crisis Group, Charles Warner sẽ gặp khó khăn trong dài hạn nếu không có sự hỗ trợ này. Tiến sĩ Samuel Dramani thuộc Viện Nghiên cứu Ryan United Survive cho rằng, dù cho mất đi người đứng đầu Jagani Porigozin, Warner vẫn không mất đi nhờ có sự quan hệ mật thiết với cơ quan tình báo quân đội Nga GRU và được điều hành bởi các cựu quân nhân. Nhưng ông không loại trừ khả năng hoạt động của Warner được tiếp quản bởi lực lượng quân sự tư nhân khác. Đầu tuần qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cam kết Wagner sẽ tiếp tục thực hiện công việc tại Cộng hòa Trung Phi và Mali. Một nguồn tin là người thân cận của Tổng thống Thawadera khẳng định cuộc nổi loạn vừa xảy ra tại Nga chẳng có tác động gì. Tại Mali, nơi chính quyền quân sự ký thỏa thuận triển khai Wagner từ năm 2021, trang Mali Actu đưa tin diễn biến xoay quanh vụ nổi loạn vừa xảy ra đang làm dấy lên lo lắng. Người dân Mali lo lắng loạt sự kiện gần đây ở Nga sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Wagner trên lãnh thổ nước này, gây nên bất ổn đối với an ninh quốc gia. Theo Mali Actu, chính quyền Mali vừa hạ lệnh trục xuất phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc MINUSMA vì vậy càng phải phụ thuộc vào Wagner đối phó lực lượng thánh chiến hoành hành từ năm 2012 đến nay. Một quan chức phương Tây giấu tên cảnh báo Mali sẽ gặp vấn đề nếu Wagner rút đi năng lực thích nghi để tồn tại ở châu Phi của Wagner từng trải qua thử thách. Giới phân tích cho biết, khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, một phần lực lượng được rút khỏi lục địa đen ra tiền tuyến chiến đấu. Tuy nhiên, bà Dukhan chỉ ra, Wagner đã huấn luyện dân quân địa phương, Cộng hòa Trung Phi thay mặt họ chiến đấu, cũng như tái lập vài lực lượng chiến đấu Nga. Tháng 8 năm ngoái, Cộng hòa Trung Phi báo với Liên Hiệp Quốc rằng họ dự kiến tiếp nhận thêm 3.000 thành viên Wagner bổ sung cho khoảng 1.500 người hiện tại. Hai nguồn tin ngoại giao tiết lộ vài tuần gần đây, chuyến bay từ Nga sang Cộng hòa Trung Phi. Vài chuyến là máy bay chở hàng cỡ lớn Antonov diễn ra thường xuyên hơn, cho thấy các chuyến hàng vũ khí gia tăng. Cả Mỹ và châu Âu đều bác bỏ khả năng đưa quân vào Ukraine để đối đầu với Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Tổng thống Joe Biden không có ý định triển khai binh sĩ đến Ukraine. Tổng thống đã nói rất rõ ràng Mỹ sẽ không triển khai quân trên lãnh thổ Ukraine. Ông Miller phát biểu, Tại một cuộc họp báo, ông Miller được đề nghị nêu quan điểm về bình luận gần đây của cựu Tổng thư ký NATO, Falk Ramosen, rằng thành viên NATO như Ba Lan hay các nước bản tích có thể triển khai quân đến Ukraine mà không nhất thiết sự can dự của toàn khối NATO. Theo ông Ramosen, kịch bản này có thể xảy ra nếu NATO không thể nhất trí về các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng sau. Tuy nhiên, ông Miller không trả lời trực tiếp vào vấn đề này trong khi đó Liên minh châu Âu-EU bác bỏ một kế hoạch như vậy. Đưa quân đến Ukraine đồng nghĩa sẽ trở thành một bên tham chiến, xung đột với Nga. Không ai muốn điều đó, kể cả EU hay NATO. Phó Đô đốc thuộc Bộ Tham mưu quân sự EU Hervi Bolegin nhấn mạnh. Bất chấp những khẳng định này, vào hồi tháng 11 năm ngoái, Lầu Năm Góc thừa nhận một nhóm nhỏ binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Kiev và giám sát các lô vũ khí viện trợ cho Ukraine. Một tài liệu mật bị rò dỉ hồi tháng 4 cũng chỉ ra 14 lính đặc nhiệm của Mỹ đang triển khai ở Ukraine cùng với 50 đặc nhiệm của Anh. Ngoài ra còn một số lượng không xác định công dân Mỹ, được cho là đang chiến đấu cùng quân đội Ukraine. Ủy ban điều tra Nga trong tuần này cho biết đã khởi tố hình sự đối với 160 lính đánh thuê đến từ 33 quốc gia bị cho là đang chiến đấu trong lực lượng quân đội của Ukraine hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga và cơ quan từ chính phủ, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng để khởi tố các lính đánh thuê đến từ Georgia, Mỹ, Latvia, Thụy Điển và các quốc gia khác. Quá trình truy tố 160 cá nhân nước ngoài này đang được thực hiện, Ủy ban điều tra Nga cho biết. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, có nghi ngờ rằng dưới vỏ bọc lính đánh thuê, một số quốc gia đã gửi quân chính quy của họ đến Ukraine để tiếp sức. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, tính đến tháng 11 năm 2022, có hơn 8.000 người từ hơn 60 quốc gia đã gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó có công dân của các nước Mỹ, Canada, Romania và Anh. Moscow mới đây tuyên bố Nga coi các chuyên viên quân sự của nước ngoài hiện diện ở Ukraine là lính đánh thuê. Nga cũng coi Mỹ và NATO đang can dự vào một cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin tuần trước cáo buộc phương Tây sẽ dùng đến những người Ukraine cuối cùng để chống lại Nga. Nga được cho là đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không Patriot của Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Kinjon mà Moscow cho là bất khả chiến bại, trong một cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Mặc dù được coi là hệ thống phòng không tiên tiến nhất trên thế giới, tổ hợp Patriot vốn được Ukraine triển khai để bảo vệ các thành phố lớn không khó phát hiện. Radar của chúng phát ra các tần số mà Nga có thể nhận biết được và Moscow đã sử dụng một trong những tên lửa tốt nhất, khó tiêu diệt nhất để tấn công các khẩu đội Patriot của đối phương. Tuy vậy, một chuyên gia phòng thủ tên lửa cho rằng Patriot vẫn có khả năng đánh chặn Kim Jong khi nó trở thành mục tiêu của tên lửa, song vẫn có những giới hạn nhất định. Mỹ và quân đội Ukraine hồi đầu tháng 5 tuyên bố hệ thống phòng không MIM-104 Patriot đã bắn hạ được tên lửa Kh-47M2 Kinjon, tên lửa đạn đạo phóng từ trên không tiên tiến, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ tuyên bố này. Vào hôm 16 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinjon nhằm vào hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ukraine cũng ra thông báo phản bác tuyên bố của Nga. Các vụ việc trên đã khiến tên lửa Kinjol và hệ thống phòng không Patriot trở thành tâm điểm chú ý, làm dấy lên những cuộc tranh luận về việc hai hệ thống này có phải là kỳ phùng địch thủ của nhau hay không. Ukraine hiện có hai tổ hợp phòng không Patriot trong kho vũ khí, một do Mỹ chuyển giao và một do đối tác cung cấp. Một trong những điểm yếu lớn nhất của Patriot là tín hiệu radar mảng pha của nó. Tín hiệu radar này có thể giúp hệ thống Patriot theo dõi mục tiêu từ khoảng cách xa, nhưng cường độ lớn khiến cho nó nổi bật trên nền nhiễu. Các quan chức Mỹ cho rằng tình báo Nga có thể xác định vị trí của hệ thống từ bên ngoài thủ đô Kyiv nhiều tín hiệu radar này. Ngoài tín hiệu radar, trọng lượng và kích thước lớn cũng là một yếu tố bất lợi đối với Patriot, một khẩu đội bao gồm nhiều bệ phóng, các bộ phận chỉ huy và kiểm soát, một trạm năng lượng và kíp vận hành với hàng chục binh sĩ nó không cơ động như một hệ thống phòng không bắn và chạy nhỏ hơn của ukraine sau mỗi lần khai hỏa ukraine có thể di chuyển khẩu đội patriot nhưng công việc này đòi hỏi nỗ lực lớn kiev có thể hạn chế nguy cơ tấn công bằng cách trang bị hệ thống cảnh báo sớm và chỉ bật radar khi cần thiết chuyên gia william cho rằng các biện pháp này sẽ giúp tránh được các cuộc tấn công của máy bay nga trang bị tên lửa chống radar nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của ukraine một giải pháp tiềm năng khác là sử dụng mồi nhử. Ukraina từng sử dụng thành công mồi nhử, chẳng hạn như các mô hình bằng gỗ để đánh lừa đối phương, bảo vệ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp. Tổ hợp Patriot dù đã được cải tiến và nâng cấp đáng kể sau lần đầu tiên triển khai trong thực chiến cách đây nhiều thập kỷ, nhưng khả năng phòng thủ của nó vẫn không được như ý muốn của các nhà sản xuất. Trong khi đó, một số tính năng của Kim Jong đang gây khó khăn cho lực lượng phòng thủ đối phương, chẳng hạn như khả năng thay đổi quỹ đạo trong tất cả các giai đoạn bay. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp trên kênh tin tức Việt. Mời quý vị cùng bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.